Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Tây Nguyên từ trước đến nay luôn được biết đến là nơi trung chuyển lượng lớn gỗ từ Lào về Việt Nam. Đây là lĩnh vực thu lợi lớn khổng lồ nên có rất nhiều các đại ca chọn vùng đất này để hoạt động. Trong video này xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm danh top 5 chùm giang hồ khét tiếng đất Tây Nguyên. 1. Hùng gióng đại ca Con Tum Dù chưa đầy 30 tuổi, nhưng Trần Trung Hùng được biết đến là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn tỉnh Con Tum, sự manh động, lì lợm của Hùng cũng khiến Y ngày càng lấy thêm nhiều số má trong giới giang hồ. Không chỉ tổ chức các hoạt động phạm pháp như bảo kê, đòi nợ thuê, mua bán trái phép chất cấm mà Hùng luôn thủ sẵn trong người hàng nóng. Trước khi bắn trọng thường một cán bộ đội cảnh sát hình sự công an thành phố Con Tum vào đêm ngày 30 tháng 11 năm 2016, Hùng Gióng đã mang 4 lệnh truy nã, trong đó hai lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thường tích của công an huyện Chipa, Gia Lai và công an thành phố con tum lệnh truy nã về hành vi mua bán trái phép mai thúy của công an thành phố con tum và lệnh truy nã về hành vi bắt cóc tống tiền giới anh chị ở tỉnh con tum vẫn đồn đại câu chuyện hùng gióng đã đơn thường độc mã sách theo hàng nóng đến tận nơi ở của kẻ thách thức mình sau đó địch thủ của hùng gióng dù cũng có máu mặt nhưng đành chấp nhận quỳ về dưới trướng của hùng với bản chất lì lợm manh động hùng gióng cũng có trong tay khá nhiều đàn em sẵn sàng bất chấp để làm mọi việc theo ý của Hùng. Dù trong thời gian dài trốn truy nã, Hùng gióng vẫn tìm cách lẩn trốn đối phó với cơ quan chức năng. Mặt khác, vẫn cho đàn em dàn mặt các chủ doanh nghiệp khai thác cát ven sông Đắk Bla, Con Tum và sông Poco đoạn chảy qua thành phố Con Tum nhằm thu tiền bảo kê. Hàng tháng Hùng gióng cho đàn em thu tiền bảo kê, ít thì khoảng 3 đến 5 triệu đồng, nhiều là 15 triệu đồng. Trước sự manh động, hung hãn của băng nhóm do Hùng gióng cầm đầu, nhiều chủ doanh nghiệp phải cắn răng nộp tiền cho băng nhóm này mà không dám báo lên cơ quan chức năng vì sợ bị trả thù. Trở lại thời gian giữa tháng 7 năm 2016, sau khi hùng gióng dùng hàng nóng khống chế gây ra vụ án cối ý khi thường tích, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Con Tum, cơ quan điều tra công an tỉnh Con Tum đã xác lập chuyên án VK716 để đấu tranh làm rõ hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với Hùng. Sau khi lẩn trốn ở địa bàn tỉnh Con Tum vài ngày, Hùng tiếp tục liên hệ với đàn em, đưa y trốn tại một ngôi nhà nhỏ nằm giữa dãy cà phê hoang vắng cùng một người đàn ông tên S ở thôn 1 xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pa. Thế nhưng, Hùng không hề hay biết mọi di biến động của y luôn nằm trong tầm ngắm của các trinh sát dày dạn kinh nghiệm. Ngày 14 tháng 12, sau khi Hùng vừa đến nơi lẩn trốn mới, thì tối cùng ngày, lần lượt các đàn em của y đã bị cơ quan công an bắt giữ. 10 giờ 30 ngày 15 tháng 12, nhận thấy thời cơ bắt giữ đối tượng đã chín muồi, ban chỉ đạo chuyên án VK716 đã chỉ đạo các lực lượng, cục cảnh sát hình sự, cục cảnh sát môi trường, cục kỹ thuật nghiệp vụ, trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên E20, công an tỉnh Kon Tum và công an tỉnh Gia Lai tiến hành bao vây nơi lẩn trốn của đối tượng nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt. Xe bọc thép đặc trùng thường trang bị cho cảnh sát cơ động và cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ chống khủng bố giải cứu con tin cũng được huy động. Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm cũng chỉ đạo nếu bắt sống không được hùng thì tiêu diệt. Lực lượng về bắt vừa tiến hành bao vây, vừa dùng loa kêu gọi hùng ra đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời lực lượng về bắt tiến hành dùng quả nổ, quả khói và hơi cay tấn công. Cuối cùng hùng đã phải đầu hàng. Khám xét tại nơi hùng lẩn trốn, Bộ Công an thu giữ một khẩu AK bán gấp, một khẩu K59 và 40 viên đạn cùng một số tăng vật khác trong đó hai khẩu đã được lên đạn. Ngoài ra, Bộ Công an còn thu giữ được rất nhiều đao, kiếm mã tấu còng số 8 và một khẩu bắn đạn hoa cải. Cuối cùng, Hùng nhận mức án 30 năm tù giam. 2. Hùng Sida, Đại ca Gia Lai Tên thật là Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1984, chú phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, Gia Lai. Tại Gia Lai, Hùng Sida được biết đến là kẻ có máu mặt với nhiều đàn em thân tín. Hùng Sida còn được biết đến với vụ án mà dư luận quan tâm, cũng như có sự chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương khi Hùng cầm đầu đường dây vận chuyển một lượng lớn gỗ lậu trên tuyến biên giới Con Tùm, Gia Lai. Cụ thể, vào cuối tháng 9 năm 2016, Hùng cùng 9 đối tượng khác lên khu vực giáp danh biên giới Việt Nam Campuchia thuộc địa phận xã Ia Tời và Ia Đàn thuộc huyện Ia dray, tỉnh Con Tùm, thu mua các đối tượng khai thác trái phép. Sau khi thu gom, các đối tượng đưa lên xe ô tô chờ thời điểm thuận lợi để đưa gỗ vượt qua trạm kiểm soát lâm sản tại huyện Yadrai. Đến khoảng 1 giờ 30 ngày mùng 6 tháng 10, đoàn xe ô tô chở gỗ nói trên đi đến làng Com Ngó, xã Yachia, huyện Yadrai, Gia Lai, thì bị lực lượng tuần tra đồn biên phòng Yachia kiểm tra bắt giữ. Tổng số gỗ trái phép thu giữ trên 5 xe ô tô tải đi chung đoàn xe là 111,298 mét khối gỗ các loại. Không chỉ thu mua gỗ lậu qua biên giới, Hùng còn là một tay tổ chức sòng bạc có tiếng. Khoảng từ tháng 2 năm 2019, Hùng Sida cùng với Bùi Viết Khánh sinh năm 1978, chú Phương Yakrin, thành phố Pleiku, bàn bạc thống nhất mở sới bạc cho các con bạc sát phạt ăn thua bằng tiền dưới hình thức trời sóc đĩa tại khu vực vườn điều thuộc thôn 76 xã Hà Bầu, huyện Đắc Qua, Gia Lai. Là người cầm đầu, Hùng Sida mua các vật dụng để tổ chức cho các con bạc sát phạt và giao cho Khánh trực tiếp quản lý điều hành sới bạc. Đối với số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc, Hùng chia cho Khánh 20% lợi nhuận. Ngoài ra, Khánh còn được giao tìm kiếm các đối tượng đã có tiền án tiền sự hoặc từng bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi khác nhau để làm nhiệm vụ phục vụ sới bạc hoạt động. Để tránh sự phát hiện, truy bắt của cơ quan chức năng, Hùng chỉ đạo nhiều đối tượng có nhiệm vụ cảnh giới ở những khu vực cách xa sới bạc. Ngày 27 tháng 11 năm 2020, sau 11 ngày mở phiên tòa xét xử, từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11, Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên án đối với bị cáo liên quan đến vụ đánh bạc quy mô lớn do Hùng Shida cầm đầu. Đây là phiên tòa có số lượng bị cáo đông nhất từ trước đến nay tại tỉnh Gia Lai. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên mức án đối với các bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng 6 năm tù, Bùi Viết Khánh 5 năm 6 tháng tù, 19 bị cáo là đàn em của Hùng và Khánh nhận từ 24 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù. 3. Tùng Huế, ông Trùm Đắk Lắc Tự cho mình có quyền sinh quyền sát trong tay đối với giới buồn gỗ lậu. Đoàn Văn Tùng sinh năm 1962, tức Tùng Huế, còn có tên gọi khác là Đoàn Văn Dương, ngụ tại số 8 đường Nguyễn Khuyến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc, thu nạp hàng chục đàn em máu mặt, nhiều tiền án tiền sự nuôi giấc mộng ông Trùng. Bất cứ lúc nào khổ lậu đi qua chốt của Tùng Huế đều phải chịu sự bảo kê của hắn. Khi các xe gỗ bị cơ quan chức năng kiểm tra, Tùng Huế sẵn sàng chỉ đạo đàn em tấn công thẳng vào trụ sở kiểm lâm để cướp lại. Hành vi táo tợn của băng nhóm xã hội đen này gây nhức nhối khắp tây nguyên đặc biệt tùng còn nổi tiếng ngang tàn không kiêng nể ai khi in danh thiếp hình cây búa và để tên mình lại hiện trường mỗi vụ cướp gỗ tùng huế được xem như chỗ dựa để đám lầm tặc tác hoài, tác quái khắp khu vực khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh đắk lắc bởi sự liều lĩnh và coi thường pháp luật tùng thường mặc bộ quần áo giản dị đeo kính đèn miệng lúc nào cũng cười khiến nhiều người đồn rằng chỉ cần hắn không cười là y như rằng sắp có chuyện xảy ra Thường đó là ám hiệu mà mấy chục đàn em của hắn, ai cũng hiểu, đồng nghĩa với việc lập tức lao vào đánh nạn nhân thừa sống thiếu chết. Thông thường, Tùng Huế cắt cử đám đàn em đi theo các xe chở gỗ lậu để bảo kê cho các xe này chạy qua các trạm kiểm soát. Từ chốt kiểm lâm số 6 thuộc địa bàn huyện Quân Đồn ra đến đường chạy về thành phố Buôn Ma Thuột, còn hai chốt khác của hạt kiểm lâm đều được các đàn em của Tùng Huế đón lõng sẵn. Khi bị lực lượng kiểm lâm kiểm tra, hàng chục tên côn đồ mang theo vũ khí nhảy xuống từ xe chở gỗ, sẵn sàng ăn thua. Trong số các vụ bảo kê gỗ của Tùng Huế nổi cộng nhất là vụ cư rút năm 1999. Hồ sơ vụ việc còn ghi lại như sau. Khoảng trung tuần tháng 4 năm 1999, hạt kiểm lâm cư rút phát hiện xe tải biển kiểm soát 47L2473 vận chuyển lâm sản lậu, gồm nhiều mét khối gỗ và lâm sản quý hiếm chạy từ Đắc Min qua địa bàn cư rút về thành phố Buôn Ma Thuột nên ra lệnh truy bắt. Khi xe tải chạy qua hạt, dù đã ra lệnh dừng xe nhưng chúng không chấp hành. Hạt kiểm lâm đã lương trước tình huống này nên đã chuẩn bị sẵn phương tiện, xe quát để truy đuổi. Tổ công tác gồm 5 đồng chí do anh Bùi Văn Hương cầm lái đuổi theo. Đến trạm thu phí cư rút thuộc quốc lộ 14, xe chở gỗ tông thẳng vào barrier kiểm soát, mở hết tốc độ chạy trốn. Quá trình truy đuổi xe quát của lực lượng chức năng bị xe tải liên tục chèn ép, đồng thời bị đàn em của Tùng Huế liên tục cản đường. Chúng tìm mọi cách để xe chở gỗ chạy thoát khỏi địa bàn hạt kiểm lâm cư rút, khiến lực lượng kiểm lâm địa phương này đành phải quay về. Sáng hôm sau, khi tổ công tác kiểm lâm đang ngồi ăn sáng trước cơ quan, thì bất ngờ Tùng Huế dẫn theo hàng chục đàn em mặt đăng đăng sát khí xuất hiện. Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, Tùng hất hàm hỏi, thằng nào là thằng Hương hôm qua dám đuổi theo xe gỗ của tao? Anh Hương đứng lên nói, tôi là Hương đây, xe tải chở gỗ lậu và lâm sản vi phạm nên chúng tôi truy đuổi. Tùng chỉ chờ có thế để xem ai là tài xế đuổi xe gỗ của hắn, liền xông thẳng vào anh Hương đánh đấm túi bụi. Thế quán có con dao gọt hoa quả, gã vớ lấy đầm anh Hương nhưng không trúng. Sau đó mọi người can ngăn, đưa anh Hương vào hạt để tránh xảy ra chuyện không hay. Vụ việc thứ hai xảy ra vào tháng 11 năm 2000. Đây là vụ việc cho thấy sự ngà ngược, táo tợn, thách thức các cơ quan pháp luật của Tùng Huế. Nhận được tin báo có xe chở gỗ lậu số lượng lớn từ huyện Nhà Súp qua địa bàn huyện Buôn Đồn, hạt kiềm lâm Buôn Đồn, cử tổ công tác do đồng chí đỗ minh kha làm tổ trưởng có biện pháp ngăn chặn khi thấy xe chở gỗ đi đến tổ công tác lập tức yêu cầu dừng xe kiểm tra phát hiện nhiều loại gỗ quý lực lượng kiểm lâm tiến hành lập biên bản thu giữ lúc này bốn thanh niên trên xe lập tức nài nỉ xin được bỏ qua nhưng anh kha cùng đồng đội kiên quyết từ chối sử dụng tiền mua chùa không được lập tức hai trong số bọn chúng rút mã tấu nhảy xuống khống chế tổ công tác để đồng bọn lái xe tẩu thoát Do lúc này là 2 giờ sáng, đoạn đường vắng không có khu dân cư xung quanh, nên không có ai ứng cứu lực lượng khi làm nhiệm vụ. Khi xe tải chở gỗ đi khuất, hai tên có vũ khí cũng chạy vào vườn cà phê gần đó trốn thoát. Anh Kha lập tức điện báo về cho hạt kiểm lâm buôn ma thuật, chặn bắt, nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau sự việc. Tùng Huế đã xuất hiện, hắn gặp anh Kha, nói to. Xe gỗ hôm qua là của tao, mấy thằng đàn em nó hiền đấy rút mã tấu chỉ kề cổ chứ phải tao, tao cho dao liếm thử da cổ mấy thằng mày rồi. Nói xong Tùng Huế thản nhiên lên xe, ra về như thách thức cơ quan chức năng. Tuy nhiên lưới trời lồng lộng, ngày 4 tháng 2 năm 2002, sau khi có đủ chứng cứ về vụ việc và hàng loạt các vụ bảo kê gỗ trên địa bàn trong một thời gian dài, Thượng tá Thi cùng đồng đội quyết định cất lưới. Lần lượt Tùng Huế, Ngô Quang Thoại bị bắt giữ và nhận mức án với những tội ác mà mình gây ra. 4. Thành Nghĩa Địa, Đại ca Đắc Nông từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, nổi cộm nhất trên địa bàn khu vực giáp dành huyện Bù Đăng và Tuy Đức là băng nhóm Thành Nghĩa Địa cầm đầu. Tên thật là Nguyễn Văn Thành, thường trú tại thôn 4 xã Bò Bò, huyện Bù Đăng. Dưới trướng của Thành Nghĩa Địa có khoảng 100 đàn em, chủ yếu là dân tóc xanh tóc đỏ, dân xăm trổ ở các xã Bom Bò, Bò Đắc nhau của huyện Bù Đăng như Tân Tây, Bình Đen, Nam Trọc, Oanh Cụt, Tuấn Bà Kè, vân vân. Dân xã hội đen cũng như người dân trong vùng quen gọi Nguyễn Văn Thành là Thành Nghĩa Địa bởi nhà Thành gần Nghĩa Địa Thôn 4 xã Bòm Bò. Địa bàn hoạt động của Thành trải rất dài, trong đó trung tâm là Đắk Nông và lan ra cả Bình Phước và các vùng lân cận. Theo điều tra của công an tỉnh Đắk Nông, nhóm của Thành Nghĩa Địa có hai khẩu AK bán gấp, hai gầu clip, đạn 1 ly 7, một khẩu thể thao tự chế, một số hàng tự chế và cả mìn tự chế. Thành Nghĩa Địa trở thành con cọp đầu đàn nơi vùng đất giữ sẵn sàng xử đẹp các nhóm khác, trừng phạt mọi người dân và chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi cần thiết. Sau khi rừng nguyên sinh bị tàn phá hết, gỗ cũng không còn. Ở Tuy Đức, chờ đất trống đổi chọc hết tầm mắt. Thứ còn lại hấp dẫn chính là đất đai màu mỡ, điều kiện lý tưởng để hình thành một vựa mì cực lớn hàng nghìn hecta Và hoạt động chính của băng thành nghĩa địa là bảo kê trồng, thu mua mì trên đất xâm cành trái phép, thu tiền khi người dân đi qua khu vực đến bến xa ràng giáp danh giữa xã Đắc Nhau với xã Đắc Ngò thuộc huyện Tùy Đức để vận chuyển về Bình Phước là điểm đến các nhà máy chế biến tinh bột mì ở xã Đức Liễu Bù Đăng và xã Bù Nho Bù Gia Mập, ỉ số lượng đồng, thành nghĩa địa huy động đàn em, đánh người dân cướp đất để bán hoặc cho thuê. Chúng còn tổ chức họp dân, bắt mỗi hộ nộp 500.000 đồng một hecta lấy cớ là tiền ủi đường làm cầu. Trong khi đó, người dân vẫn có thể đi lại qua con đường sẵn có và đường hư hỏng cũng đều do xe chở gỗ mì của bọn chúng cày phá, một người dân ở thôn Đang Lăng, xã Đắc Nhau, có đất trồng mì tại khu vực này nói. Tại khu vực xa ràng, chúng còn bắt thương lái nộp hàng chục triệu đồng mỗi người nếu muốn thu mua mì hoặc ép thương lái bán lại mì để chúng bán cho các xe đường dài hưởng tranh lệch. Nếu không bán, bọn chúng không cho vào khu vực mua mì. Thương lái đồng ý điều kiện này, dĩ nhiên họ phải mua mì của người dân với giá rẻ hơn. Chúng tôi đi mua mì ở khu vực xã Đắc Ngò, có ngã ba mông dương và bến đắc dên là cửa ngõ buộc phải đi qua để về xã đắc nhau tại hai chốt kiểm soát mông dương và đắc dên xe 30 tấn họ thu 300.000 đồng một xe xe nhỏ thu 200.000 đồng một xe một lượt chạy qua họ gạt sơ đường sau mùa mưa và thu tiền thời điểm giá mì khô ở bù đăng là 3.700 đến 3.800 đồng một kg ở đắc ngo chỉ có giá 2.800 đồng một kg và cũng chỉ có vài người được thu mua người khác đến không biết luật có khi không mua được mì mà còn giữ họa vào thần, một tương lái ở thị trấn Kiến Đức, tỉnh Đắk Nông kể lại. Ngày 26 tháng 12 năm 2022, khi đoàn liên ngành của tỉnh Đắk Nông và huyện Tuy Đức giải tỏa tình trạng lấn chiếm mua bán sang nhượng đất rừng trái phép tại tiểu khu năm 1520 thuộc địa bàn xã Quảng Trực, thì bị nhóm của Thành cùng đồng bọn dùng hung khí tấn công, khiến nhiều cán bộ trong đoàn, trong đó có 3 cán bộ chiến sĩ công an huyện Tuy Đức bị chém trọng thương phải cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó chúng còn đổ xăng thiêu dụi 14 xe máy, trạm quản lý bảo vệ rừng, đập phá hư hỏng toàn bộ trụ sở làm việc của công ty Long Sơn, ba xe ủi cùng nhiều tài sản khác. Một mặt, chúng tìm mọi cách ngăn cản chống đối quyết liệt tổ chức người đi biểu tình bằng các băng rôn biểu ngữ và khiếu kiện kéo dài lên tỉnh và trung ương. Để tổ chức việc khiếu kiện, chúng thành lập các tổ, họp bàn và thu tiền mỗi hộ 500.000 đồng để làm lệ phí kiện tụng. Từ năm 2012 đến nay, Thành Nghĩa Địa và các băng nhóm côn đồ đã thực hiện hàng chục vụ tổ chức biểu tình khiếu kiện đông người, trong đó 7 lần chúng kéo ra Hà Nội, tụ tập đông người, gây dối an ninh trật tự trước cổng trụ sở một số cơ quan, 38 vụ cướp tài sản, bắt giữ hành hung người trái phép và chống người thi hành công vụ. Tổng diện tích rừng thiệt hại do các đối tượng gây ra là hơn 1.600 hecta, thiệt hại 100%, gây thất thoát hàng ngàn mét khối gỗ tận thù các loại cho ngân sách nhà nước. Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Công an tỉnh Đắk Nông quyết định thành lập chuyên án nhằm kiên quyết đấu tranh với các băng nhóm tội phạm này. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát hình sự, cơ động, kinh tế vân vân được quy động tham gia. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó Giám đốc của Ban tỉnh làm trưởng ban chuyên án, qua gần 6 tháng ra quân, đến nay hầu hết các đối tượng cầm đầu cộng cán trong đó có thành nghĩa địa đã xa lưới pháp luật, đương nhiên phải nhận mức án khá dài. 5. Hùng Bắc, Đại ca máu mặt Đức Trọng Lâm Đồng tại khu vực Đức Trọng Lâm Đồng nhắc đến giới xã hội đen thì không ai không biết đến Hùng Bắc. Tên thật là Phan Văn Hùng, sinh năm 1964, từng có tiền án 12 năm tù giam về tội cướp tài sản năm 1990, bị công an thành phố bắt giữ và thụ án tại trại Z30D. Được giảm án nên Hùng Bắc ra trại vào năm 1999. Đến năm 2000, hắn về mở quán cà phê ở quận Bình Tân. Trong một vụ đánh nhau gây rối trật tự công cộng, Hùng bị công an tạm giữ 3 ngày sau đó lập hồ sơ cảnh cáo và cho về. Từ năm 2001 đến 2004, Hùng Bắc nhờ số má giang hồ để bỏ nước đá cho các quán ở quận Bình Tân, thu tiền tiêu xài và vẫn giữ mối quan hệ liên lạc với đám bạn tù ở trại Z30D. Ngày 20 tháng 3 năm 2005, Hùng Bắc đang ngủ ở bến Phú Định, quận 8 thì có hai thanh niên ghé vào nhà quen gần đó, cho là nhóm này kênh với mình nên Hùng Bắc vào nhà lấy khẩu côn 45, chạy qua nổ hàng nóng thị ủy và bỏ trốn ngày 28 tháng 3 năm 2005, sau vụ nổ súng ở quận 8, Hùng Bắc mang hai khẩu vứt ở khu vực đường tên lửa, phường Bình Trị Đông Bê, rồi gọi điện cho công an đến thù giữ và bỏ trốn luôn đến ngày mùng 3 tháng 5 thì bị bắt giữ khi mò về trốn cũ. Sau vụ này, Hùng Bắc phải chung một khóa tù. Sau khi ra tù Hùng Bắc thay vì hoạt động tại Sài Gòn thì chuyển lên Lâm Đồng, cụ thể là Đức Trọng sinh sống và làm ăn. Đương nhiên, đã gây dựng được nhiều danh thế tại đây. Năm 2011, Hùng Bắc cũng dính vào một vụ giết người trong một vũ trường tại Đà Lạt. Cụ thể khoảng 24 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2011, tại vũ trường Rain, thành phố Đà Lạt đã xảy ra vụ đánh nhau gây dối trật tự công cộng giữa hai nhóm thanh niên Đức Trọng và Đà Lạt. Hậu quả anh Lê Nguyễn Thành Vũ, sinh năm 1985, tại phường 9 thành phố Đà Lạt, bị đâm 7 nhát dao vào lưng, ngực và bụng, bị lủng thất phải và bị liệt tứ chỉ, thương tật vĩnh viễn 92%, đến nay vẫn sống đời sống thực vật. Sau khi gây án, cả nhóm về lại Đức Trọng và đi thành phố Hồ Chí Minh trong đêm. Hai ngày sau, cả nhóm xuống Vũng Tàu chơi và gặp Hùng Bắc. Sau đó các đối tượng đã bỏ trốn mỗi người một nơi. Ngày 16 tháng 12 năm 2011, Phan Văn Hùng bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hưng Yên và nhận tội không tố giác tội phạm. Hiện tại Hùng Bắc vẫn sống tại Đức Trọng và cực kỳ có tiếng tại đây. Trên đây là top 5 chùm giang hồ khét tiếng đất Tây Nguyên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, Hãy subscribe like và share để ủng hộ cho OV Đại Bàng. Xin chào và hẹn gặp lại.